Anh Trường Giang. Em cứ hỏi, anh biết. Mỗi lần anh giới thiệu ai là em chuẩn bị hỏi à. Em muốn hỏi anh hồi nhỏ, anh ước mơ lớn lên anh làm cái gì? À, hồi nhỏ thì anh ước mơ là lớn lên anh làm phi công. Vậy thì em ước mơ là tiếp viên hàng không. Trời, thì tại sao em lại ước mơ tiếp viên hàng không? Anh bay đâu em bay đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì ước mơ của em có thể trở thành hiện thực được. Còn ước mơ của Giang thì xa lắm, xa. Không anh, được anh. Em không lấy máy bay thường thì em lấy máy bay khác. Dạ. Đó là cái điều Hương Đình nói. Đáng lẽ em phải ước mơ em là chiếc máy bay mới đúng. Và thí sinh tiếp theo là một thí sinh nam. Và thí sinh bước ra đây là thí sinh có nụ cười tỏa nắng. Ngọc Sơn. Ngay khi mình bước vào bàn ăn, món đầu tiên mà mình cảm thấy rất là đặc biệt với mình đó là món cá chiên. Khi mà mình nhìn thấy món đấy ấy, mình cảm giác rất là nhớ gia đình, rất là nhớ mẹ, nhớ những cái bữa cơm gia đình mà mình thường hay ăn vào buổi tối. Gắp miếng cá đầu tiên mình ăn, thực sự thì cái cảm xúc trong mình ùa về rất là nhiều. Khi ăn xong miếng cá đầu tiên thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và mình đã ăn rất là nhiều. Thử thách này quả thực là một thử thách rất là khó. Nó kích thích cái sự thèm thuồng ở bên trong cơ thể mình về những món ăn mà rất lâu rồi mình không được ăn. Phải là một người có nghị lực rất là cao mới có thể vượt qua. Và em thấy là em cũng không có đủ nghị lực để vượt qua thử thách này. Lần này em và chị Lịch chọn là thể loại múa dân gian đương đại. Đây là một thể loại rất là khó. Và đây cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm với thể loại này. Nó là một thể loại mà cần độ dẻo dai, độ mềm mại. Chị Lịch đã cố gắng kèm cặp em từ những cái nhún chân, giang tay hay là những cái xoay. Nhiều khi em không làm được và kết quả là em luôn bị ăn véo tai, rất là đau. Em thấy mình cần phải nỗ lực hơn, cần phải phấn đấu hơn để làm sao làm một bài nhảy thật là hoàn thiện để mang đến cho khán giả một bài diễn thành công nhất. Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng, ông còn tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cánh đồng xa xa, trở về với con ấm áp bên mái nhà. Quý vị khán giả thân mến, Ngọc Diệp nhận thấy Ngọc Sơn rất là xúc động. Bạn là thí sinh mới 18 tuổi, nhỏ nhất của chương trình. Chắc chắn là Ngọc Sơn đã gửi gắm rất là nhiều tâm tư vào bài biểu diễn vừa rồi, thể hiện nỗi mong nhớ mẹ của mình. Xin mời ban giám khảo nhận xét ạ. Không biết là có đồng cảm với Ngọc Sơn hay không? Thấy trong mắt của em cũng còn nhiều cái u buồn và cái nỗi buồn đó nó kéo dài. Cho tới khi hết nhạc rồi em vẫn còn gục đầu xuống đó. Thì tôi nghĩ là chắc là những cái xúc cảm đang có trong người tôi nó cũng sẽ gần giống như em. Nhưng mà có một khoảng thời gian cũng xa mẹ và nhưng mà tất cả những cái gì về những cái nghệ thuật hay hình ảnh nằm liên quan tới mẹ lúc nào cũng lấy nước mắt tôi một cách rất là dễ dàng. Và ngày hôm nay cái bài thi của tụi em đã đánh trúng tâm lý của khán giả cũng như những người
xem chương trình. Phục trang của Ngọc Sơn này rất là dễ chịu, nó dễ gây xúc cảm với người xem. Nếu được thì chỉ cần tiết chế một vài động tác bưng bê của người mẹ nhào lộn nhiều quá, thì nó, thay vào đó những hình ảnh nó ngọt ngào hơn, nó xoa dịu hơn, thì bảo đảm cái này là sẽ còn tuyệt vời, hoàn hảo hơn nữa. Những động tác che chở như lúc nãy đó, hôn con để là chai vú sữa, tất cả mọi thứ là đều điểm 10 hết. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Một cái hình ảnh rất dễ thương. Đối với tôi, mẹ tôi là thần tượng. Khi cha mẹ mình bắt đầu bước qua khỏi tuổi 70, mình không còn tính năm nữa, mà phải tính tháng, tính ngày. Ở đây, cái bài hát và cái sự thể hiện của Linh cũng như Sơn đã làm cho tôi cảm thấy nó có cái gì đó nó hơi nhói nhói ở trong lòng. Tôi sợ một ngày nào đó tôi cũng sẽ nằm mơ một giấc mơ về người mẹ của mình. Cái đoạn cao trào của các bạn không phải là cái đoạn bưng bê, mà cái đoạn cao trào nhất ở trong bài này đối riêng với bản thân tôi là một cái sự chở che khi con nằm ở bên chân của mẹ. Và khi bắt đầu dứt cái giấc mơ đó, tôi thương cái này vô cùng. Đó là người con đã níu cái chân của mẹ mình lại, không muốn để mẹ mình đi một lần nữa. Đêm nay là cái đêm các bạn làm nhạc kịch. Các bạn đã thể hiện được cái phần kịch tính ở trong cái câu chuyện các bạn muốn kể và đem lại cảm xúc được cho tôi. Còn tất cả những cái phần nhảy, dĩ nhiên là trong này chúng ta gọi là bước nhảy mà, thì vẫn tính cái phần nhảy. Nhưng chú nhìn Sơn thì chú nghĩ là con lo cái phần B hồi nãy nó có hơi chệch choạc một chút xíu. Nhưng cái phần đó đối với chú, đối riêng bản thân chú, cái đó chú không quan trọng bằng nguyên cái bài mà con đã thể hiện. Con làm cho chú rất là thích, rất là cảm xúc. Cái khôn khéo của người Nhật là khi người mẹ đi rồi, thay thế vào đó bằng một cái trái vú sữa, thể hiện một cái tình mẫu tử rất thiêng liêng. Anh nên cảm ơn em một lần nữa Linh. Cảm ơn Sơn nha. Cảm ơn anh Hoài Linh. Ngọc Sơn ơi, bạn có muốn chia sẻ điều gì với ban giám khảo và khán giả ở đây không? Đầu tiên thì em xin cảm ơn ban giám khảo và tất cả mọi người đã xem bài thi của em. Thật sự từ bé đến giờ em chưa bao giờ em xa mẹ em lâu như thế này. Mẹ em lớn tuổi rồi, có lần mẹ em ngã xuống dưới phòng vệ sinh. Khi em vào đây em rất là lo, bởi vì nhà em ai cũng bận. Mỗi mẹ em ở nhà rồi, bao nhiêu công việc rồi, ai lo, ai gánh vác. Chương trình quả thật là rất xúc động. Và chúng ta vẫn còn một giám khảo. Thì Ngọc Sơn, cái chia sẻ của em rất là ý nghĩa, rất là cảm động. Và cái bài này, Phạm Lịch, em dựng một cái bài nó rất là tình cảm và cái câu chuyện rất là hay, làm cho tất cả mọi người ở đây nghĩ và nhớ về mẹ, người mẹ của mình. Chừng nào mình chạm vô cái tim của con người, cái đó không phải là mỗi người biết làm cái điều đó. Mà trong cái bài này thì đúng cái bưng bê lúc đầu bị trượt, thì cái cảm giác của anh là cái anh cũng ngừng, cái tim của anh cũng ngừng lại, xong anh cũng sợ là tiếp theo bây giờ tụi em phải làm cái gì. Xong anh thấy mấy cái động tác nó cũng rất là đơn giản,
mà đẹp. Cái sự đơn giản, cái sự mộc làm cho anh quên cái điều đó. Và đúng, một bài này không phải là chỉ là một cái tiết mục nhảy múa, nhưng mà nó rất là, anh đối với anh là nó rất là nghệ thuật. Và cảm ơn hai em về tiết mục rất hay như vậy. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời anh. Tôi xin được gửi bên bạn điểm 7. Xin cảm ơn anh. Anh John Huy Trần ạ. Xin mời anh cho điểm. Anh cũng chấm điểm 7. Và giám khảo Hoài Linh. Một người nghệ sĩ chuyên nghiệp đôi khi cũng bị chênh choạc. Chứ đừng nói chi, tụi con diễn 1 phút, 2 phút mà có những động tác nó hơi khó một chút. Nó hơi mạo hiểm một chút. Nhưng mà chú thích tiết mục tụi con. Chú tặng tụi con 8 điểm á. Cảm ơn anh Hà Linh. Và điểm trung bình của Ngọc Sơn là 7,3 điểm. Chúc mừng Ngọc Sơn và xin mời hai bạn tiến lên phía trước, bước vào chiếc cân. Cân nặng cũ của Ngọc Sơn là 77,9 cân. Và cân nặng mới hiện tại là 74,1 cân, nghĩa là giảm được 3,8 cân. 3,8 cân tương đương 4,9%. Và điểm của bạn là 12,2 điểm. Xin chúc mừng. Rất cao. Và thí sinh tiếp theo